theo là hầu giá, và cuối cùng là khăn để lau tay đấy các con. Và bây giờ cô và các con cùng thực hiện dán hoa lá để trang trí ảnh bán nha các con. À, bây giờ chúng ta sẽ phết hầu vào mặt sau của hoa nhé con, và chúng ta sẽ dán vào ảnh bát, và chúng ta sẽ xen kẽ với một hoa là sẽ là một lá nhé con. Lá thì chúng ta cũng phết hầu vào phía sau của lá đó nhé con. À, chúng ta sẽ dán từ trên xuống và từ trái qua phải nha các con, và xen kẽ một lá thì cô có một hoa ha. Tương tự như vậy là cô sẽ dán lá. À, vậy là cô đã dán hoa lá xen kẽ để trang trí ảnh bát rồi đó các con. À, các con ơi, khi thực hiện dán hoa lá, tay chúng ta bị dơ thì chúng ta phải sử dụng khăn để lau tay cho thật sạch nha các con. À, các con ơi, ở nhà chúng ta bạn nào có ảnh bát thì chúng ta sẽ thực hiện trang trí ảnh bát giống như cô hết con. Và nhà bạn nào không có ảnh bát thì chúng ta có thể tìm những hình ảnh của mình, của gia đình